Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Mỹ được nhiều người coi là máy bay chiến đấu có khả năng chiếm ưu thế trên không mạnh nhất thế giới. Trong lịch sử, nó đã từng được nghiên cứu cải tiến để trang bị cho hải quân như là các máy bay chiến đấu khác trên tàu sân bay. Dự án NAC-22 Lockheed Martin F-22 Raptor ra đời là kết quả của chương trình máy bay chiến đấu tiên tiến của Không quân Hoa Kỳ nhằm mục đích trang bị một loại máy bay hoàn toàn mới cạnh tranh với lại cái máy bay phản lực tiên tiến của Liên Xô như Sukhoi Su-27 và MiG-29. Điều này có nghĩa là F-22 được thiết kế để phục vụ trong không quân Mỹ chứ không phải là trong hải quân của họ. F-22 Raptor được chế tạo năm 1996 đến năm 2011. Số lượng sản xuất và 195 chiếc, trong đó 8 chiếc thử nghiệm và 187 chiếc hoạt động. Chi phí chương trình là 6,7 tỷ đô từ năm 2011. Giá thành là 150 triệu đô la một chiếc năm 2009. Giá thành sản xuất chưa bao gồm vũ khí và chi phí trong nghiên cứu. Giá thành tổng cộng lên tới 412 triệu đô la Mỹ cho một chiếc thời giá năm 2011, bao gồm cả chi phí nghiên cứu. Chi phí vận hành của F-22 là 60.382 đô một giờ bay thời giá năm 2014. F-22 được trang bị hai động cơ phản lực có buồng đốt phụ F-119BW-100 tích hợp bộ phận điều chỉnh hướng phụ. Hướng điều chỉnh luồng khí chỉ theo hai chiều lên và xuống với góc thay đổi là cộng trừ 20 độ. Lực đẩy tối đa là 156 kN trên mỗi động cơ đốt sau. Tốc độ tối đa của nó đạt được là Mach 1.82 khi bay ở chế độ siêu tốc và không mang vũ khí ngoài mà không cần dùng buồng đốt sau. Khi sử dụng các cái buồng đốt sau thì tốc độ của nó đạt là Mach 225. F-22 không được xuất khẩu theo luật của Liên bang Hoa Kỳ để bảo vệ công nghệ tàng hình và các tính năng tuyệt mật của nó. Khách hàng mua chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã mua các thiết kế trước đó như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F-35 Lightning II mới hơn, chứa công nghệ từ F-22 nhưng được thiết kế rẻ hơn, linh hoạt hơn và có sẵn để xuất khẩu. Việc sử dụng các khoang chứa vũ khí bên trong cho phép máy bay duy trì hiệu suất tương đối cao hơn so với hầu hết các máy bay chiến đấu cùng thời, do không có được cản ký sinh từ các vũ khí treo bên ngoài. Cấu trúc của máy bay chứa một lượng đáng kể các vật liệu có độ bền cao, chịu được áp lực và sức nóng của chuyến bay siêu thanh liên tục. Hợp kim titan và vật liệu tổng hợp chiếm 39% và 24% trong trọng lượng cấu trúc của nó. Tính khi động học tính ổn định và động cơ tạo lực đẩy mạnh mẽ của F-22 mang lại cho nó khả năng cơ động tuyệt vời. Máy bay có đặc điểm alpha, tức là góc tấn cao tuyệt vời, có khả năng bay ở lúc alpha cắt lên tới 60 độ trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát cũ và thực hiện các thao tác như quay đầu và động tác cơ động rắn hổ mang giảm tốc độ. Đến năm 1990, khoảng 7 năm trước khi chiếc F-22 lần đầu tiên được bay lên bầu trời, Richard Dunleavy là người chịu trách nhiệm phác thảo các yêu cầu của Hải quân Mỹ đối với một máy bay chiến đấu mới. Ông nói rằng: "Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ một cách nào của F-22 để có thể đưa vào một kế hoạch hợp lý cho hàng không hải quân." Kết quả là dự án NAC-F-22 cải tiến F-22 cho nó có thể hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã bị loại bỏ vào đầu những năm 1991. Nếu Hải quân Mỹ chọn theo đuổi một cái biến thể F-22 có khả năng mang lên tàu sân bay thì sẽ có một số trở ngại kỹ thuật đáng kể cần phải vượt qua. Máy bay được thiết kế cho các hoạt động viên tàu sân bay thì phải quản lý một loạt cách thức cất cánh và hạ cánh rất khác so với lại trên đất liền. Thân máy bay cần phải cứng cáp hơn để chịu được những cái lực đáng kinh ngạc tác dụng lên nó trong quá trình phóng bằng máy phóng và hạ cánh trong khoảng cách ngắn, được hỗ trợ bởi một cái móc đuôi ở phía sau máy bay. NAC-F-22 cũng sẽ phải tận dụng phương pháp tiếp cận cánh xếp biến đổi tương tự như trên F-14 để cấp cho máy bay có khả năng bay đủ chậm để hạ cánh an toàn trên các tàu sân bay. Bản thân thiết kế cánh xếp biến thiên đã mang đến một loạt các vấn đề mà các kỹ sư cần phải giải quyết. Đầu tiên và quan trọng nhất, Hải quân đã phải đối mặt với chi phí cao để bảo trì các bộ cánh xếp ở F-14. Ngay cả khi có cánh cố định thì F-22 vẫn là một trong những nền tảng máy bay chiến đấu đắt tiền nhất hoạt động trên tàu sân bay tính tới thời điểm đó. Thiết kế cánh xếp có thể thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng tàng hình của F-22 ở một mức độ nào đó. Nếu về mặt kết nối của các cánh có thể chuyển động tạo ra phản hồi cao trên màn hình radar thì giá trị tàng hình của F-22 sẽ bị giảm đi đáng kể. F-22 có thể rất nhanh và cơ động, tuy nhiên những chiếc F-14 hiện có thời đó của Hải quân Mỹ vẫn nhanh hơn mặc dù chi phí bảo dưỡng rất cao. Tuy nhiên thì F-14 vẫn rẻ hơn đáng kể so với việc chế tạo một loại máy bay chiến đấu tàng hình mới cho các tàu sân bay của Hải quân, ngay cả khi nó vay mượn rất nhiều từ chương trình F-22 của Không quân.
cũng dễ hiểu tại sao Hải quân Mỹ không chọn theo đuổi việc đưa F-22 lên tàu sân bay. Nó phức tạp đắt tiền và chỉ mang lại một chút cải tiến so với các cái nền tảng dựa trên tàu sân bay hiện có của Hải quân. Hơn nữa bản thân hạm đội tàu sân bay là không thể tàng hình, cho nên việc triển khai máy bay tàng hình trên các tàu sân bay thì cũng không có nhiều ý nghĩa thực chiến. Rốt cuộc thì chỉ có 186 chiếc F-22 Raptor được tung ra khỏi các nhà máy của Lockheed Martin. Vì vua chiến đấu trên bầu trời này đã có một triều đại đầy ngắn ngủi. Đã có những người Mỹ chỉ trích F-22 và đã nêu ra hàng loạt các nhược điểm trong thiết kế của nó. Đầu tiên là các phi công lái F-22 xuất hiện các triệu chứng thiếu dưỡng khí. Triệu chứng này trong không quân Hoa Kỳ được gọi là Raptor câu bởi vì sau khi gặp các trạng thái này thì các phi công bị ho. Đây là một phản ứng của cơ thể khi mô phổi bị xẹp và phế nang không thể đóng lại, cũng như bị rơi vào các trạng thái lú lẫn, mất trí nhớ hay ngất xỉu, và việc này làm cho phi công bị mất phương hướng, gây tai nạn, giảm khả năng chiến đấu và gây các vấn đề về sức khỏe và thậm chí được tin là nguyên nhân gây tự tử. Hiện tại thì lực lượng không quân Hoa Kỳ nói là đã tìm ra nguyên nhân vì chiếc van của áo bay bị lỗi và họ đang khắc phục các vấn đề. Lớp vỏ tàng hình của F-22 cũng đặc biệt nhạy cảm với ăn mòn, nó khiến cho các chi phí bảo trì đội lên rất cao. Vì cái lớp vỏ tuổi thọ ngắn một cách đáng kinh ngạc này mà F-22 đòi hỏi thời gian bảo trì dài hơn gấp 30 lần so với thời gian bay. Có nghĩa là một giờ bay cần bảo trì lớp vỏ tới 30 giờ và không thể bay trong mưa cũng như các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Lớp vỏ tàng hình của nó có thể dễ dàng bị hỏng. Lớp vỏ tàng hình này từ khi được dán vào máy bay đến khi mà hoàn toàn khô để có thể sử dụng lại mất hơn một ngày, và chi phí bảo trì này chiếm một nửa các chi phí bay. Các lỗi máy tính cùng với lỗi phần mềm luôn phát sinh, cho nên buộc phải kiểm tra hàng triệu dòng lệnh một cách thường xuyên. Cấu trúc của máy bay cũng có vấn đề. Động cơ có hiện tượng nuốt lửa và thân máy bay giữ nhiệt thay vì xả ra làm cho máy bay nóng lên, cũng như các hệ thống cung cấp nhiên liệu cũng gặp rắc rối. Hệ thống tán xạ hấp thu sóng ra đa triệu đô của F-22 cũng gặp các rắc rối. Các kỹ sư không thể kéo dài tuổi thọ của bộ phận này quá 18 tháng và trong lúc đó thì nó dần mất đi sức mạnh của mình và dẫn tới việc là phải thay thế. Chất lượng của các máy bay F-22 cũng có vấn đề. Các bộ phận của máy bay không thể hoán đổi cho nhau mà phải chế tạo riêng, khiến cho việc bảo trì trở nên khó khăn và đắt đỏ. Máy bay bị đánh giá là đã thất bại trong các chi tiết cơ bản nhất, đó là luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáng tin cậy và khả năng bảo trì. Việc bảo trì F-22 là rất đắt đỏ và phức tạp. Trong số 186 chiếc F-22 được bàn giao, chỉ có khoảng 130 chiếc được vận hành, và đến năm 2021 số lượng F-22 sẵn sàng chiến đấu chỉ ở mức vài chục. Chi phí vận hành của F-22 lên tới 68.362 đô một giờ bay, thời giá năm 2014 là đắt nhất trong các loại máy bay tiêm kích và tương đương với chi phí vận hành của máy bay ném bom hạng nặng B-52. Các máy bay tàng hình trước đây thì đã gặp phải cái vấn đề về bố trí vật liệu. Vì các vật liệu hấp thụ radar và các lớp phủ vốn phải được bảo dưỡng được thường xuyên lại hay gặp vấn đề và các điều kiện thời tiết khác. Không giống như B-2 đòi hỏi phải được đậu trong những nhà chứa có điều hòa nhiệt độ. Chiếc F-22 có thể được bảo dưỡng tại các nhà chứa thông thường. Hơn nữa, chiếc F-22 còn có một hệ thống cảnh báo được gọi là hệ thống đánh giá tín hiệu kết hợp với những chiếc đồng hồ. Cánh tàng hình F-22 chủ yếu là nhờ một lớp sơn phủ đặc biệt có tác dụng và hấp thụ sóng radar. Tuy nhiên thì lớp phủ này rất dễ bong khi F-22 được bố trí ở các vùng có khí hậu khắc nghiệt hoặc là khi bay ở tốc độ cao. Khi lớp sơn bị bong chóc thì khả năng tàng hình của F-22 bị sụt giảm đáng kể. Vì vậy, các chi phí bảo trì bảo dưỡng của F-22 cao hơn rất nhiều so với các máy bay chiến đấu thông thường. Theo một chuyên gia quân sự người Mỹ làm việc tại CNN về mảng đề tài quân sự thì thiết kế của F-22 quá tập trung vào không chiến, cho nên không thể đánh biển và rất yếu và đánh đất. F-22 không thể chỉ định mục tiêu cho vũ khí dẫn đường laser. Vũ khí không đối đất thì bị giới hạn ở cái mức là 910 kg. Radar APG-77 lại không có khả năng mở khẩu độ để lập các bản đồ mặt đất, nên F-22 không có khả năng chỉ lệnh mục tiêu trên mặt đất cho các loại vũ khí có điều khiển. Khả năng tấn công mặt đất cực kỳ hạn chế của F-22 đã khiến nó trở nên vô dụng trong 10 năm đưa vào biên chế. Năm 2018 thì Lockheed Martin đã tiến hành nâng cấp Englishman 3.1 để bổ sung với chức năng mở khẩu độ của radar để làm các bản đồ mặt đất và cải thiện hệ thống điện tử để dẫn đường cho bom hàng không đường kính nhỏ GBU-39.